Tại Hà Nội, chiều nay, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phạm Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng và Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Bộ trưởng Phạm Văn Giang khẳng định Đại tướng Phạm Văn Trà là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội. Ở đồng chí hội tụ đầy đủ nhân cách, trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung cùng một vị tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà đã trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phạm Văn Trà đã trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường. Có hơn 20 năm tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Với nhiều năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà đã cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định nhiều vấn đề quan trọng về quân sự quốc phòng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của quân đội, củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn giữ vững, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ, vị tướng của quân đội, luôn hết mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Phạm Văn Giang mong muốn Đại tướng Phạm Văn Trà tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ, động viên Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân hoàn thành các nhiệm vụ. Đại tướng Phạm Văn Trà bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tặng danh hiệu cao quý của Đảng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu, đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và Bộ Quốc phòng đã giáo dục, giúp đỡ. Cảm ơn các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các cơ quan đơn vị trong toàn quân đã đồng cam cộng khổ để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tướng Phạm Văn Trà khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn luôn giữ vững khí phách trung kiên, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, giữ vững niềm tin và ý chí kiên cường của người đảng viên cộng sản.